Xin chào anh em. Hôm nay Carbalus.vn xin phép được review và giới thiệu cái dòng sản phẩm Z500, một cái model thấp nhất của ZTEC, để xem là với cái tầm giá khoảng 8,5 triệu và các bác có thể có lựa chọn cái sản phẩm này hay không. Đấy. Có phù hợp với các bác hay không? Đấy, về nhất là phút tầm giá. Thì hôm nay em xin phép được review cái dòng sản phẩm này để các bác có nhìn trực quan về sản phẩm. Thay vì là chỉ lắp lên xe các bạn thì không nhìn được rõ, chỉ nhìn giao diện không, thì mai em sẽ khui hộp và giới thiệu tất cả những cái phụ kiện sản phẩm cho cái dòng Z500 này. Đấy, để các bạn có cái nhìn trực quan hơn. Thì đây là cái thông số kỹ thuật của ZTEC sơ bộ, đó là cấu hình RAM 232, chip MediaTek 8259. Chip này cũng là sử dụng thường xuyên ở các dòng ZTEC phổ thông như Z500 và Z8 New. Chip Cortex A53 đầy đủ này, sử dụng chip Android 10 8 nhân. Đây là có cái chip xử lý âm thanh radio DDR7786. Đây là cái chăm chống bảo hành của ZTEC này. Đấy, mỗi sản phẩm thì đều có cái mã riêng, cái mã này là cái mã các cái kia đấy, trùng khớp với cái mã bảo hành của sản phẩm. Thì đây là sơ bộ về cái vỏ ngoài về sản phẩm nhé. Hôm nay em xin phép được mở để giới thiệu các bác về cái sản phẩm phía bên trong. Không nào, thì đây là cái khuôn vỏ hộp, là cái sản phẩm phụ kiện ZTEC sẽ để trong này. Đấy. Ngoài ra thì ZTEC có trang bị thêm cái option tặng kèm, bao gồm là camera hành trình và SIM 4G. Đấy. Thì em sẽ xin phép để đây để tí review sau cho các bác. Thì hôm nay đây là nhân vật chính của ngày hôm nay, là cái dòng sản phẩm Z500. Đấy. Đây là cái sản phẩm Z500. Đây. Xin phép được giới thiệu cho các bác. Đây là cái mẫu sản phẩm Z500 nha các bác. Đấy, sản phẩm dòng 1 din. Đấy, đuôi dài. Đấy, những cái dòng sản phẩm 1 din đuôi dài của ZTEC thì bên em có cái trải nghiệm lắp đặt cái sản phẩm này thì về cái tuổi thọ sản phẩm khá là bền, bởi vì là cái khuôn tản nhiệt nó làm tách biệt ra, các cái bo mạch làm tách biệt hẳn ra. Đấy. Trên các sản phẩm thì đều có đầy đủ các cái thông số, ví dụ như là cái thông số của sản phẩm ở đây. Đấy. Và đây nó có hiển thị các cái rắc nguồn này, các rắc cổng này. Đấy, có dán tem sẵn bảo hành này. Cái mã bảo hành này nó sẽ trùng với cái mã hộp này. Đấy. Sản phẩm ZTEC thì đều được bảo hành 2 năm. Đổi mới trong vòng 4 năm các bác nhé. Đấy. Phía này là có các cái cổng này. Cổng này là cổng GPS này, cắm rắc này. Có rắc Wi-Fi và rắc 4G. Đấy. Về rắc nguồn thì ZTEC luôn luôn thiết kế là dùng có thể hai rắc được, bác có thể dùng rắc xẹt và rắc vuông để có thể hiển thị nguồn trên đây. Có thêm cái cầu chì để có thể tránh việc cháy nổ cho màn. Đấy. Đây là về sơ bộ phía bên ngoài của sản phẩm. Xin phép được giới thiệu qua một số cái phụ kiện tặng kèm của ZTEC. Thì đây là cái sản phẩm tặng kèm của ZTEC, bao gồm có cái camera hành trình. Xin phép được khui mở sản phẩm. Thì đây là cái camera hành trình này. Tất cả những sản phẩm của ZTEC thì đều được có hiển thị logo của ZTEC các bác nhé. Đấy. SIM 4G thì các ZTEC tặng kèm cho các dòng SIM Viettel V120, tháng mỗi ngày thì sẽ có 2GB tốc độ cao. Đấy. Ngoài ra thì đây là cái hộp phụ kiện bị kèm theo sản phẩm, là các bác có thể tích hợp được tất cả những cái thứ lên đây. Đấy. Thì mở ra thì lúc nào là một cái thẻ bảo hành chính hãng rất là chuyên nghiệp của ZTEC, thẻ cứng các bác nhá. Đấy, nên các bác rất là yên tâm. Đây, lại có tiếp tục cái mã. Cái mã này là cái mã sẽ trùng khớp với cái mã trên màn hình Android. Đấy, và cái mã bảo hộp. Đấy, các bác yên tâm. Khi mà các bác check cái mã kiểm tra bảo hành nó sẽ trên đây.
Và từ đây thì các bác sẽ được bảo hành chính hãng 12-8. Thì đây là các phụ kiện. Như em đã trao đổi ở một số cái video trước thì những cái sản phẩm phụ kiện của Gatech thì nó được đóng gói rất là chuyên nghiệp và sản phẩm rất là được chỉnh chu. Đấy, đây là cái anten 4G này. Anten 4G để khi mà các bác cắm sim thì sử dụng này để bắt này. Đây. Riêng Gatech thì luôn luôn sẽ có thêm một cái khiển, khiển từ xa. Đấy. Ngoài cái vấn đề là các bác phải thao tác trên màn thì các bác sẽ có thêm một cái khiển, khiển này các bác ngồi ghế sau cũng có thể điều khiển được màn hình. Cái jack USB thì thường Gatech luôn luôn trang bị cho các bác là hai cổng, à, 3 cổng USB. Đây. 3 cổng. Đấy. 3 cổng USB nhé các bác nhá. Đấy, cắm jack này, jack chân jack này rất là chuyên nghiệp này. Đấy. Có cái hay là nó thiết kế đã là cổng các bác đợi, cổng đợi cho các bác, như các bác lắp một cổng là camera hành trình tích hợp màn Android. Ngoài ra thì cổng này thì các bác có thể cắm cái cảm biến slot tích hợp màn Android. Đấy, thì các bác cũng là dư một cổng để các bác có thể cắm USB nghe nhạc. Đấy. Đây là cụm jack để các bác ngoài kia các bác có thể là thiết kế các bộ âm thanh. Đấy. Nên là các lắp cái dòng sản phẩm Gatech các bác không sợ lo vấn đề về lỗi thời. Đấy. Đây là cái cổng cắm sim. Đấy. Cũng là rất là cắm jack rất là zin. Đấy. Cổng cắm sim rất là chắc chắn. Các bác chỉ cần bẻ sim và cắm trực tiếp vào đây. Đấy. Và có một cái hay ấy là cái màn hình Gatech các bác là không cần phải khởi động lại. Khi các bác cắm sim vào thì tự động cái màn hình nó sẽ báo cho mình là cái việc là các bác có đồng ý về xác nhận sim hay không. Đấy, rất là nhanh. Đây là cái GPS của sản phẩm này. Khi cắm cái GPS vào thì nó sẽ xác định được cái vị trí của xe mà. Khi đó thì các bác có thể dẫn đường qua cái ứng dụng như là Việt Map, Lavitel hay là Google. Đấy. Đây nhỉ, jack của jack GPS này, cảm giác rất là chuyên nghiệp này. Không phải là jack xoay. Đấy, như một số cái dòng màn Android giả tưởng khác. Đấy. Đây là cái cục bắt anten Wi-Fi. Đấy, cắm cục này lên thì các bác có thể là Wi-Fi. Đây là ốc cắt dưỡng. Đấy, đây là một số cái cổng nữa. Thì là nếu mà các bác lắp đặt đi thì là bên em sẽ lắp đặt và cung cấp cho bác cái mặt dưỡng và jack zin theo những cái dòng xe của các bác. Thì các bác rất là yên tâm. Đấy, đây là những số phụ kiện Gatech. Thì hôm nay em trực tiếp là sẽ đi sâu vào cái sản phẩm chính của là cái màn hình Gatech. Đấy. Thì là em sẽ cắm nguồn để cho các bác trải nghiệm thực tế là thiết là cái giao diện. Đấy, và cái cấu hình bên trong của Gatech nó như thế nào nhá. Em sẽ phép được cắm nguồn sản phẩm. Em vừa cắm nguồn cho cái màn hình Gatech này. Đây là cái giao diện khi mà các bác khởi động cái màn hình Android. Tất nhiên là khi mà các bác mở lỗ máy ấy thì nó sẽ không phải khởi động như này đâu. Chẳng qua là em mới cắm nguồn vào ấy, thì nó sẽ ấy. Còn bình thường nó sẽ có một dây ACC luôn luôn nuôi cái nguồn điện cho cam. Thì khi các bác mở máy thì ngay lập tức cái màn hình nó sẽ khởi động ngay. Đấy, các bác sẽ không phải có cái độ trễ để mà phải chờ đợi được phẩm. Đấy. Xin phép giới thiệu với các bác đây là cái giao diện chính của cái sản phẩm Gatech này. Đấy. Về chất lượng màn hình của Gatech thì cực kỳ đẹp. Nên các bác em sẽ kéo cái này ra về bên ngoài. Đấy. Thì đây là cái giao diện chính của Gatech các bác nhá. Giao diện phía bên trong này. Đấy. Thì phía bên trong các bác Gatech đã cài đặt sẵn các cái tính năng cơ bản, ví dụ như là có Vietmap S1 chính hãng bản quyền này. Đấy, có Gatech tracking, cái Gatech tracking này là các bác có thể giám sát được cái lộ trình xe. Đấy. Ngoài ra thì có cả bản đồ Navitel. Đấy, rồi là bản đồ của Google. Đấy, có cái phần cả test cái tín hiệu GPS này, xem là cái chất lượng GPS ra sao. Thì ở đây thì có cái cắt chỉnh âm thanh DSP. Đấy, 16 kênh. Gatech thì những cái sản phẩm cung cấp bởi Gatech thì đều có những cắt chỉnh âm thanh như này. Đấy. Để cho ra một cái chất lượng âm thanh nó tốt nhất, phù hợp với cái thẩm âm của các bác. Nên khi các bác lắp cái sản phẩm này mà các bác có thể nâng cấp súp và là cánh thì rất là yên tâm. Đấy. Đây. Cấu hình phía bên trong là các bác có thể chỉnh được bass, chest rồi là tần số âm thanh làm sao cho nó phù hợp với cái thẩm âm của bên mình.
Đấy. Đây các bác sẽ kéo được. Đấy. Nói chung là về ngoại quan bên ngoài thì em nhìn thấy về cái chất lượng màn hình của ZTEC thì khá là trong sáng, độ sáng rất là tốt. Đấy. Có một điều hay nữa là khi mà cái sản phẩm của ZTEC khi mà khởi nguồn, khởi động nguồn thì có ở bên này các cái nút phím cơ bản như thế này thì nó sẽ được hiển thị đây, các phím cơ bản đây. Khi mà cắm nguồn và bật chế độ đi ban đêm thì màn hình nó sẽ dịu lại, tức là giảm cái độ sáng xuống để các bác nhìn đỡ bị chói, bởi vì là cái ánh sáng của màn hình việc bác lái xe bên ngày và ban đêm nó sẽ thay đổi nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ nhỏ giảm cái cường độ ánh sáng lại để các bác đỡ nhìn nó bị chói mắt và ánh sáng nó sẽ hắt vào mắt. Và phía các cái đèn phía bên các cái sản phẩm bên các cái nút phím cơ bên này. Đấy, nó sẽ hiển thị lên màn hình. Và có bốn màu sắc, ví dụ như là màu hồng, màu xanh, màu tím. Đấy, rất là đẹp mắt. Những cái dòng sản phẩm khác thì họ sẽ không có những cái ấy, nó chỉ có hiển thị lên màu trắng thôi. Đấy. Về cái độ nhạy của ZTEC thì thực sự là em không phải bàn nữa, vì là những sản phẩm cao cấp này thì với cái tầm giá rơi khoảng 8 triệu rưỡi thì về cái tính năng, về cấu hình của nó thì cũng 8 nhân, nên là cũng không phải, các bác cũng không phải đắn đo về cái sản phẩm này nữa. Đấy, về phía dưới này có cái tên sản phẩm cấu hình này. Đấy. Chip MTK 8259 SIM phiên bản Android 10. Đây, số bản dựng này. Có cái thông số rõ ràng này. Đấy. Thì cái giờ này thì khi mà nó đặt thì em sẽ cài đặt tại cái giờ của Việt Nam nhé. Ok. Bộ nhớ còn khả dụng là 23 này. Bộ dung lượng bộ nhớ này. Đấy. Về giao diện của cái dòng sản phẩm Z500 này nó khá là giống với cái dòng Z800 New. Đấy, như em đã giới thiệu ở một video trước. Đấy. Thì các bác nào mà muốn nâng cấp một cái sản phẩm cho xế yêu của mình, cái dòng xe gia đình mà các bác mà sau này có cơ hội mà muốn nâng cấp thêm những cái sản phẩm liên quan đến âm thanh. Đấy, thì theo em thì các bác nên ưu tiên chọn những cái dòng sản phẩm có thương hiệu. Đấy. Và có những cái căn chỉnh âm thanh như thế này. Sau này các bác khi mà lắp những cái sản phẩm âm thanh phía sau lên thì nó sẽ đáp ứng được. Đấy. Còn những cái dòng sản phẩm thông thường ấy thì các bác là cái phần DSP này cái đó chỉnh nó không có phần DSP chỉnh kênh mà nó chỉ có cái phần equalizer thôi. Đấy. Và nó không có phần user của chỉnh âm thanh, thì khi các bác mà nâng cấp âm thanh thì nó chỉ có cái phần cấu hình mặc định thôi. Đấy, nên là thợ sẽ không thể nào mà có thể là cấu hình được cái âm thanh nó phải hay hơn. Đấy, còn nên làm điều rất là đáng tiếc. Đấy. Thì trên đây là một cái dòng sản phẩm Z500. Thì bên em bên K Plus sẽ chuyên phân phối và lắp đặt chính hãng cái dòng sản phẩm này cho các bác. Đấy, thời gian bảo hành là 24 tháng, đổi mới trong vòng 1 năm. Và các bác có một điều rất là hay là các bác có thời gian sử dụng miễn phí trong vòng 7 ngày. Nếu các bác mà không cảm thấy ưng ý về sản phẩm, các bác có thể back lại. Qua cơ sở bên em lại back lại zin cho các bác. Đấy, nên các bác có thể trải nghiệm 7 ngày miễn phí luôn. Thì cũng rất là cảm ơn các bác đã xem và ủng hộ chúng em bằng cách là có thể like kênh và subscribe cái kênh kbus.vn của bên em, để bên em có cái cơ hội mà ra thêm rất là nhiều các cái video bổ ích cho các bác. Em cảm ơn các bác nhé. Xin chào các bác.